Vân Anh vẫn có nhà mà đi ra cái shop này lạ lắm, ở Việt Nam mình không có. Cái đống đồ này là người ta dùng nè cả nhà, ai thích thì có thể tới lựa lượm về xài, không thì xe rác nó sẽ đổ bỏ. Còn đây là trạm xe bus nha cả nhà. Cái tấm bảng này là họ để ngày giờ xe bus chạy. Cái chỗ này ta bán giường ngủ nè cả nhà. Cái đống đồ trước cửa shop là người ta mang tới bỏ trước cửa shop người ta cho shop. Bây giờ mùa đông á là ít, chứ mấy bữa mùa hè anh thấy nhiều lắm. Tất cả những cái đồ bán trong shop này là 70-80% là đồ người ta cho, người ta bỏ trước cửa shop á. Rồi khi chủ shop họ mở cửa thì họ mới đem hết những cái đồ đó vô, họ làm lại sạch sẽ, họ trưng bày, họ bán lại cho mình. Cùng với anh xem phía ngoài shop trước nha. Cái tên shop đó là Venus. Địa chỉ 119-123 Greenville Road, Greenville, Vix 3171. Cùng Vân vào trong shop nha cả nhà. Mấy cái quyển sách này là họ mang tới shop họ cho hết á. Mấy cái quần áo này cũng là đồ người ta cho nè cả nhà. Còn khăn này là khăn mới, đồ của shop. Mấy sao chuỗi là đồ mới của shop. Còn mấy cái túi xách này là đồ người ta cho. Đồ ở đây rẻ lắm, tính ra tiền Việt Nam mình là từ 80.000 cho đến 200.000. Mấy cái ghế này cũng là ghế cũ người ta cho shop bán nè cả nhà. Cái giường này là đồ mới nha cả nhà. Cái tủ này cũng là đồ cho luôn nè.
Cái tivi này là đồ cho nha cả nhà. Tới cái đoạn này là mấy bài theo tôi nha. Nón, giày dép, túi xách, tất cả những đồ trong đây là đồ ta cho shop bán. Tất cả đồ trong đây Văn coi giá là từ 80.000 cho đến 160.000 đồng cho một cái. Mấy con thú này họ bán tiền Việt Nam mình từ 160.000 đồng trở xuống. Câu dài Việt Nam mình nữa nè, hồi nãy Văn coi giá 80.000. Mấy túi xách giày dép này tuy là đồ cũ nhưng mà mình vẫn còn sử dụng được nha cả nhà. Cả nhà mình thấy không, rất là nhiều mà toàn là đồ ta cho shop không đó. Để Văn cho cả nhà coi cái áo này giá chỉ có 10 đô thôi. Tiền Việt mình là 160.000. Vợ anh về nhà rồi, hôm nay Văn nấu món canh ngót. Văn nấu canh cá gồm thơm, cà chua, củ hành, cần tàu. Văn nấu canh Văn thường hay cho đường phèn vô để cái nước của nó ngọt thanh.
Ngày nhỏ khi còn ở Việt Nam, mẹ của anh thường hay nấu món này một tuần chắc ăn khoảng 2-3 lần. Người ta nói có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. 5 năm rồi Văn chưa về thăm nhà. Năm 2017, Văn có về Việt Nam chơi được 4 tuần. 4 tuần Văn ở Việt Nam là 4 tuần con Văn bệnh liên tục. Và đó là lý do Văn chưa dám dẫn mấy đứa nhỏ về thêm lần nữa. Người ta nói mang quà về cho mẹ chứ đừng mang muộn phiền về cho mẹ. Mang cháu về cho mẹ chứ đừng mang xảo trá về cho mẹ. Mà Văn Anh là cái đứa đó đó. Văn cứ hẹn mẹ Văn hoài mà Văn chưa có dẫn mấy đứa nhỏ về được. Đợi thêm 1-2 năm nữa cho nó lớn lớn một chút rồi về. Ngày Văn còn ở Việt Nam á, cái câu mà Văn thường phải nghe mỗi ngày là rồi chừng nào mày lấy chồng? Văn lập gia đình trễ, năm 31 tuổi Văn mới lấy chồng. Rồi bây giờ cái câu mà Văn hay nghe mẹ Văn nói là rồi chừng nào mày mới dẫn cháu về thăm mẹ? Văn có nói nếu mà mẹ mong quá để con về con thăm gia đình mình 2 tuần rồi con trở qua. Mẹ Văn nói, ủa, mà về mình mà về làm chi? Văn nấu xong nồi canh cá rồi. Mời cả nhà ăn cùng gia đình Vân Anh nha. So this, so all eating this? No, no, hold on, back up. Disgusting! Đây này, của con đây, của con đây, của con đây. It's called fried rice. And what's it called? You see your face. Look at it, it's expanding. Yeah, I get fish. Mình lấy phía cho con ha. I eat rice. I'm so lucky. The rice tastes delicious. Là chấm cái chiếc sốt cho con nghe. Đây. What is this? Được không? Nhắm. Được không? Sức nhâm mình không? Time for the rice. You want some? Soup, at least soup, it tastes good. Good hả? Cô ăn cái da của con cá không? Thử nha. Yeah. Skin fit là thử nha. Wow. Nè. Not that bad, you taste it. Rồi đây mặt này. Ăn sao cũng uống được sữa nữa. Cộng nhỏ thôi, cộng nhỏ thôi, một cộng nhỏ xíu thôi, thử ra cộng nhỏ xíu thôi. Phía sau đã không được có chan nhiều mặn lắm. Rồi, chan qua đây. Em bên này không? Ừ. Ủa, mặn lắm con, mặn lắm con. Chị ăn chút cho con, không có cái muỗng, chị ăn chút con, không được ăn nhiều mặn lắm á. Butter and salt.
xương lên đây. Có bị con xua lỗ gai không? Hả? Dạ. Con xua không? Dạ. Con xua ok chưa? Dạ. Thì ăn hết cái này thì mẹ cho ăn. Bỏ xong rồi hả? Thì bỏ xong sữa bỏ vô đây ha. But try out the soup, it tastes good. Come on, try it out. My response. Just try it out. For real, try it out. For real, try it out. Try it out, it's healthy for you. It's more healthier than the fire. Nice. And she's gonna upload it. Con feel okay chưa? Yeah. Múc cái cục này đây để cho mẹ đi, để mẹ coi còn trong đây nó còn xương không. Xua không? Con xua được ok không? Dạ. Xua là không có bị gì phải không? Dạ. Con sợ lắm, mỗi lần vô nó ăn cá mà con sợ lắm. Khi bị mắc xương phải lấy cái bao tay nè, phải gỡ rồi phải coi kỹ coi có còn xương hay không. Làm sao? Trời, nó bị mất xương xưa giờ nó bị đau ở trong cái ngực nữa. Trời, khổ ghê vậy đó. Nơi còn bị đau chút xíu trong cái ngực. Ăn gì nổi nó chắc khỏi ăn cơm luôn. Đau lộn quá. Rồi sao con ra? Hết chưa? I don't know. No, it didn't hurt now. Didn't hurt now? Ở vậy ok rồi phải không? It didn't hurt. À, không à, mua gì à? Để mày lấy viên thuốc cho con. Ngồi đó chờ mày lấy viên thuốc cho. Uống đi. Ok. Tại sao mày mời? Đây học có vui không? Trời, nãy giờ anh làm cho tôi sợ quá. Dạ. Yeah. Học vui không? Dạ. Yeah. Đi xe có hét không? Dạ. Yeah. Rồi sao bữa giờ học tiếng Việt biết tiếng từ 1 đến 10 do đâu đi mẹ coi từ 1 đến 10 coi xong cho đi. 1 2 3 4 nào. Nhiên nhiên 4 là nhiên nữa. Nào. 5 chứ nào gì? Nào. Rồi tiếng nhiên nữa. 6 7. Ừ. Nhiên nữa. 4. 6 7 tới 8. 8 4. Đúng rồi 4. 9. 9. Nhìn nhìn nữa. Thế 10. Trời ơi. À, điểm lại, điểm lại, điểm lại, điểm lại cho mọi người. Điểm lại từ 1 đến 10 rồi, điểm lại tiếng Việt. 2 3 4 5. Tiếp 6 nhìn. 7. Ừ. 4. 8. 8. Rồi. Nhìn nữa. 5. 9. Là lại đây. 9. Là nhìn nữa. 10. 10. 10. Đếm lại. 10. 10. Ở đếm lại lần cuối, đếm được rồi cho đi. Nhanh lên. Là làm lại coi. 1 2 3. Từ từ từ. 1 2 3. Boom now. 5 chứ không có 5. 5. 6. Ừ. 7. 7. 4. 8. 8. Ừ. Nhìn nè. 9. 9. Nhìn nè. 10. 10. Hay quá. Trời ơi, đâu đợi ngồi đây đợi chú em là đã đến 1 cái 10 rồi, ngồi chào mẹ chú. À, trời ơi, anh thành chú em. Chú Thanh á. Ờ, đúng rồi. Khao chú Thanh và Khao Thanh. Hỏi xuống đây. 1, 2, 3. Rồi, 3 là nhiêu đây? À, tiếp. Chín. Đó chính. 4. 1, 2, 3. Tiếp, tiếp, rồi tiếp. 3 là nhiêu đây? Khao chú Thanh là đi, 3 là nhiêu nữa? 1. 4 2 3 4 4 4 Rồi tiếp. 5 5 5 Rồi tiếp.
sẽ sáu. Nhanh lên, sáu rồi tiếp. Sáu rồi nhìn đó, chín bảy. Bảy bảy rồi nhìn nữa, tám tám. Rồi lại lại chín lắm, tám là nhiêu nữa, tám là chín. Chín rồi, chín mười. Mười rồi, làm đúng rồi, cho đi nhanh lên. Một hai ba hai chín bốn bốn. I can speak like Japanese. Cái này mình phải lên, con lên. Lên tới khen nè, con đi, con khao tới khen con đi. Nè. 1 2 3. Do it again. Say it. Oh, say it. Hit say 10. Count to 10, mom. And then I'll hear they will repeat to you. Okay. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Rồi con khảo lại mình. Bây giờ say do it again. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Rồi con khảo lại. Bây giờ xem. Go. 1 2 3 I can't remember it now. Rồi bốn. Một, hai, ba. Thôi thôi tới năm rồi, hát thôi thôi tới năm này rồi đi. Thôi thôi tới 5 rồi đi. Một, hai, ba, bốn, năm rồi đi, nhanh lên. Một, hai, ba. Rồi tiếp. Wait, do I get more five, do you get 5 minutes or 10 minutes? Count to 5 rồi. And done. Do you get? Con count to 5 đi. Rồi con đã done rồi. Một, yeah. Hai, ba. Ba bấm. Ừ. Không. Năm. Năm. Rồi làm lại. Một hai ba bấm năm. làm lại đàng hoàng coi. Một hai ba bấm năm. Đi đi. No. Guys, so how much extra do I get? 30 minutes, baby. Is it okay? Thank you, love you, anh yêu anh, nuôi anh ơi. Anh học từ 1 đến 5 học mấy ngày rồi mà anh không đếm được, anh ơi. That's for embarrassing. Embarrassing, yeah. Very hard for you, ah. Yes. Very hard. Because I don't speak Vietnamese and I learn more English. I take the Vietnamese away from my brain because I'm learning English. Oh, vậy đó hả? Mà mình phải lên, sometimes mình lên a little bit, okay? Okay. Thank you, love you. Love you. Con nhà Văn không biết nói tiếng Việt. Dạy mấy bữa nay dạy đi có mấy số mà dạy đi hoài đi không được. Nhớ theo dõi Văn Anh nha. Cảm ơn cả nhà.